Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 2024, người dân cần biết. Quy định mới về giá đất Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71-2024 NDCP quy định về giá đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày luật đất đai số 31-2024 QH15 có hiệu lực thi hành. Nghị định 71-2024 NDCP quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp, gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định cũng quy định cụ thể việc áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp quy định tại điểm C, khoản 2, điều 257 Luật Đất đai. Theo nghị định, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, nhiều quy định về giá đất sẽ có hiệu lực, trong đó có các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Cụ thể, thay vì quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất theo từng phương pháp định giá đất, điều 8 nghị định 71/2024/NDCP quy định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất với từng loại đất như với đất phi nông nghiệp vị trí, địa điểm thửa đất, khu đất, điều kiện giao thông về độ rộng, kết cấu mặt đường, tiếp giáp với một hoặc nhiều mặt đường, điều kiện cấp thoát nước, cấp điện, diện tích, kích thước, hình thể thửa đất và khu đất, thời hạn sử dụng đất, hiện trạng môi trường an ninh. Với đất nông nghiệp, năng suất cây trồng vật nuôi, ví dụ đặc điểm thửa đất, khu đất, thời hạn sử dụng trừ trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không có căn cứ vào thời hạn sử dụng đất. Yếu tố khác. Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành khoản 3 điều 87, điều 92, điều 94, điều 95, điều 96, 98, 99. 100, 102, 106, 107, 108, 109 và Điều 111 của luật đất đai về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nghị định số 88-2024 là dcp quy định việc bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở khi nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 1 điều 98, khoản 1 điều 98, khoản 1 điều 99 của luật đất đai. Theo quy định giá đất tính tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trường hợp bồi thường bằng cho thuê đất thu tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê đất thì giá đất tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng, khác với loại đất thu hồi, cho tổ chức kinh tế có đất ở thu hồi là giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tại điều chí nghị định này, Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc bồi thường đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở có vi phạm về đất đai trước ngày 1 tháng 7-2024. Khi đủ điều kiện được bồi thường thì thực hiện như sau. Thừa đất có nhà ở đã sử dụng đất ổn định trước 15 tháng 10-1993. Diện tích đất được bồi thường bằng diện tích thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức công nhận đất ở tại tỉnh thành đó. Thừa đất có nhà ở đã sử dụng ổn định đất từ 15 tháng 10 mùa 1993 đến trước mùng 1 tháng 7 2024. Diện tích đất được bồi thường bằng diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng cũng phải đảm bảo không vượt quá hạn mức giao đất ở địa phương. Thửa đất có nhà ở mà diện tích làm nhà lớn hơn hạn mức công nhận đất ở hoặc giao đất ở trên, bồi thường theo diện tích thực tế bị thu hồi đã làm nhà ở. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất làm nhà ở mà lấn đất chiếm đất từ mùng 1 tháng 7 2024 trở về sau, nhà nước không bồi thường về đất trong đó điều kiện được coi là đủ để được bồi thường là đang sử dụng đất có vi phạm trước mùng 1 tháng 7 2024 mà đã sử dụng ổn định, thuộc trường hợp được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi là sổ đỏ. Thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đồng Hà đã ký chỉ thị số 22 CTTTG ngày 23 tháng 7 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật về đất đai, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất. Các trường hợp di rời khẩn cấp nhà trung cư, Chính phủ ban hành Nghị định số 98-2024 NDCP ngày 25 tháng 7 2024 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư, trong đó Nghị định quy định rõ các trường hợp di rời nhà trung cư. Nghị định quy định các trường hợp di rời khẩn cấp nhà trung cư bao gồm nhà trung cư bị hư hỏng do cháy nổ không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng, nhà trung cư bị hư hỏng do thiên tai, địch họa không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng các trường hợp di rời theo phương án bồi thường tái định cư bao gồm nhà trung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể có nguy cơ sập đổ không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng cần phải di rời khẩn cấp chủ sở hữu người sử dụng nhà trung cư nhà trung cư bị hư hỏng nặng xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ kết cấu chịu lực chính của công trình và có một trong các yếu tố sau đây hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cấp nước thoát nước xử lý nước thải cấp điện giao thông nội bộ không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng cần phải phá rỡ để bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và yêu cầu về cải tạo, chỉnh trang đô thị. Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các kết cấu chính của công trình sau đây, móng, cột, tường, dầm, xà, không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường mà chưa thuộc trường hợp phải phá rỡ theo quy định tại điểm 1, điểm 2, nhưng thuộc khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với nhà trung cư thuộc trường hợp phải phá rỡ quy định tại 3 theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Nghị định 98-2024 NDCP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 79,84%. Luật được thông qua có bố cục gồm 8 chương với 89 điều, quy định về quy tắc, phương tiện, người tham gia giao thông đường bộ, chỉ huy, điều khiển, tuần tra, kiểm soát, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một quy định mới đáng chú ý trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua đó là xe mô tô, xe gắn máy, gọi chung là xe máy, phải thực hiện kiểm định khí thải và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Việc kiểm định khí thải do đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm thực hiện. Sau đó, giấy chứng nhận sẽ được cấp cho chủ xe máy khi hoàn tất thủ tục. So với ô tô và xe máy chuyên dùng thì xe máy phổ thông không phải kiểm định an toàn kỹ thuật. Các thông tin về thời hạn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành trong thời gian này. Kiểm định khí thải xe máy không phải điều mới trên thế giới như tại Đài Loan, thị trường tiêu thụ xe máy tóc đầu châu Á cũng áp dụng quy định này từ gần 30 năm trước. Cơ quan môi trường Đài Loan quy định, xe máy sau khi được sản xuất 5 năm phải kiểm định khí thải định kỳ hàng năm. Nếu việc kiểm định định kỳ không được thực hiện, mức phạt với chủ xe vi phạm là 15 USD. Nếu xe không vượt qua được bài kiểm tra, chủ xe ở Đài Loan phải mang đi sửa chữa và kiểm tra lại trong vòng 1 tháng. Nếu sau 6 tháng, chủ xe vẫn không đi đăng kiểm, giấy phép sử dụng xe có thể bị hủy việc kiểm định có thể tiến hành miễn phí ở các đại lý xe máy thông thường với máy đo do cơ quan có thẩm quyền cấp. Số lượng xe máy đăng ký tại Việt Nam hiện nay khoảng 70 triệu, trong đó có hơn 45 triệu xe đang được người dân sử dụng hàng ngày. Trong ngành giao thông vận tải, cùng với ô tô, xe máy là một trong những nguồn phát khí thải CO lớn nhất ra môi trường. Với hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, giá ô tô cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân đầu người, xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chính của người dân, đặc biệt tại các thành phố lớn doanh số xe mới hàng năm ở Việt Nam những năm qua trung bình khoảng gần 2,8 triệu chiếc. Cơ quan soạn thảo luật cho rằng, người dân sẽ tiết kiệm chi phí nhiên liệu khi dùng xe máy đạt tiêu chuẩn khí thải. Người dân phải bỏ chi phí bảo dưỡng định kỳ nhưng lại giảm tiền sửa chữa hư hỏng. Ngoài ra, xe máy sẽ tăng hiệu quả khai thác, kéo dài tuổi thọ. Cơ quan chuyên môn tính toán, nếu xe máy được bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì có thể giảm tiêu hao nhiên liệu 7%, tiết kiệm 170.000 đồng mỗi năm, tính theo giá xăng năm 2018. Trong khi đó, mỗi xe máy tốn 110.000 đồng một lần bảo dưỡng và thay thế phụ tùng khí thải, lọc gió. Dự kiến nếu nhà nước thu phí kiểm định khí thải, mỗi xe tốn 35.000 đồng mỗi năm. Như vậy, nếu kiểm soát khí thải định kỳ, người dân sẽ tiết kiệm được 25.000 đồng một xe mỗi năm. Ngoài ra, việc kiểm tra khí thải xe máy giúp giảm chi phí chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ sức khỏe người dân, môi trường, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ không gây ô nhiễm khi sản xuất phương tiện giao thông. Theo dự thảo luật, Thủ tướng sẽ quy định mức tiêu chuẩn khí thải với xe máy. Bộ trưởng Giao thông Vận tải quy định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm định khí thải xe máy và trình Thủ tướng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải với phương tiện tham gia giao thông. Việc kiểm tra khí thải xe máy được thực hiện tại các trạm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Xe máy thuần điện không thuộc diện này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, xe máy là nguồn phát thải ô nhiễm lớn nhất nhưng chưa được kiểm soát bởi Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 chiều quy định từ năm 2010, chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải xây dựng lộ trình cụ thể về kiểm soát khí thải xe máy. Hai thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được giao hoàn thiện mạng lưới cơ sở kiểm định. Mục tiêu đến năm 2015 có 80 đến 90% lượng xe máy được kiểm định tiêu chuẩn khí thải. Các bộ ngành cũng được yêu cầu xây dựng phương án phạt người lái xe máy không kiểm định hoặc không đạt tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên, từ đó đến nay, việc kiểm soát khí thải xe máy vẫn chưa được triển khai, trong khi số xe máy tại các thành phố lớn tăng nhanh. Năm 2022, toàn quốc đăng ký mới hơn 3,2 triệu mô tô xe máy, nâng tổng số đã đăng ký lên 72 triệu xe. Hà Nội đang xây dựng phương án thí điểm kiểm định khí thải xe máy từ 5 năm sử dụng trở lên và có thể dán tem phân vùng khu vực hoạt động theo tiêu chuẩn khí thải giai đoạn 2024-2025. Sau thí điểm, xe máy 3 đến 5 năm sử dụng trở lên phải kiểm định khí thải định kỳ, đồng thời thành phố hạn chế xe không đạt tiêu chuẩn khí thải tại khu vực đã phân vùng.